Xin chào các bạn, chúng ta lại gặp nhau trên kênh Trang Lê Food. Theo yêu cầu của nhiều bạn thì nay mình sẽ làm một món ăn đặc biệt từ miền Tây Nam Bộ, đó là lẩu cù lao tôm mực. Với hương vị đậm đà và nguyên liệu đa dạng, món lẩu này không chỉ là một sự kết hợp hài hòa giữa hải sản và rau củ quả mà còn là một phần không thể thiếu trong bữa cơm của gia đình hay các buổi tiệc tại gia. Cùng mình bắt đầu khám phá hương vị độc đáo của món lẩu cù lao này nhé. Và nguyên liệu cho món này gồm có chả cá thác lát, bột năng, tôm, mực, bông cải xanh, bông cải trắng, bắp, nấm, cải thảo, cà rốt, củ cải trắng, hành tây, ớt, củ sắn, xương heo, trứng gà, không thể thiếu tôm khô, mực khô và các gia vị thông dụng khác. Đầu tiên sẽ đi hầm nước dùng, nồi nước sôi thì cho xương heo đã trụng vào nồi. Tiếp đến là tôm khô và mực khô đã được rửa sạch. Củ sắn cắt lát, củ cải cắt lát, hành tây cắt muối, rễ ngò, chỉnh lửa nhỏ, hầm 2 tiếng thì sẽ mang đi lọc lấy nước dùng. Mực mua về làm sạch, khứa xéo qua lại như vậy để tạo vân, khi trụng sẽ đẹp mắt hơn. Khứa xong sẽ cắt vừa ăn, cho vào khay, để khử mùi tanh hôi của mực thì cho vào 2 muỗng ăn cơm đường. Sẽ bóp mực đến khi ra nhớt nhiều thì mang đi rửa sạch lại với nước. Tôm thì sẽ cắt phần rau và chân tôm, bắt nồi nước sôi, cho sả và hành củ, thêm hạt nêm, một xíu rượu vào, nấu đến khi nghe thơm mùi sả thì cho mực vào nồi. Chỉ cần các bạn khuấy đều vài vòng, sau đó thì sẽ vớt mực ra, rồi cho ngay vào thau nước lạnh. Tôm cũng cho vào trụng, vớt tôm ra thau nước lạnh luôn. Ba phần thì mình có là 300g chả cá thác lát, cho vào làm 1 muỗng rưỡi cà phê hạt nêm, 1 muỗng rưỡi cà phê tiêu, bột ngọt cho tùy ý. Tiếp đến là 1 muỗng rưỡi ăn cơm bột năng, rồi 1 muỗng rưỡi ăn cơm dầu ăn. Mình ngựa ngựa cho ra tô để mấy bạn thấy rõ, còn ở nhà làm thì cho hẳn vào bọc để đỡ rửa cái tô hen. Cho hẳn vào bọc rồi thì các bạn nhào bóp nặng, giặt đồ hay là đập bàn gì, các động tác thì các bạn cứ làm thoải mái, miễn là thấy đều gia vị và chả cá không dính vào bịch nữa thì ngưng được rồi. 3 phần lẩu thì mình đập 3 trứng cho vào tô, 3 lần xíu nước mắm, xíu tiêu, đánh lên cho đều. Dầu nóng thì cho trứng vào chảo, các bạn đừng sợ gì hết, cứ cho trứng vào, quay một vòng, thiếu chỗ nào thì thêm vào chỗ đó, chút cũng dính nhau hết à. Mình thấy nhiều bạn đổ nhiều trứng vào chảo, đợi cho trứng nổi lên thì đổ hết phần trứng dư ra tô, ở trong chỉ còn lại phần trứng dưới đáy chảo, làm sao cũng được hết trơn miễn là có trứng chiên là được. Trứng đã chiên chín thì các bạn lấy ra, trải lên mâm hay là dĩa lớn. Cá thác lát cho lên trên, dùng mấy ngón tay dàn làm sao cho đủ hết trứng là được. Bắt đầu các bạn cuộn tròn lại từ từ. Rồi cho chả cá trứng vừa cuộn được vào giấy bạc, rồi cũng cuộn đều. Và rồi thì gấp hai đầu lại là xong. Mình đã làm xong đủ 3 cuộn, giờ sẽ mang đi hấp. Nước sôi thì cho chả trứng vào hấp, tẩy nắp lại hấp với lửa vừa tầm 15 phút. Khi chả chín thì mở nắp ra rồi để đó cho nguội. Đợi chả nguội hẳn thì các bạn mới lấy ra.
bỏ chả lên thớt, dùng dao cắt xéo vừa ăn. Bắc chảo nước lên bếp nóng sôi, thêm một chút muối và một ít đường. Bông cải trắng thì các bạn cắt vừa ăn, cho vào trụng trước. Mình làm nhiều nên trụng riêng, còn các bạn thì cho hết vào trụng một lần cho khỏe. Trụng chừng 1 phút thì vớt ra thau nước, cho tiếp bông cải xanh vào. Cũng canh tầm 1 phút thì vớt ra. Tiếp đến là bắp non. Cuối cùng là cà rốt. Hầm đủ giờ rồi thì các bạn lọc lấy nước dùng, nấu sôi lên lại, sau đó thì sẽ vớt bọt bỏ đi. Mình dùng muỗng cà phê và muỗng ăn cơm như này để đông gia vị cho 3 phần lẩu, 3 muỗng cà phê muối, bột ngọt tùy ý, 3 muỗng ăn cơm hạt nêm, 3 muỗng ăn cơm đường phèn. Khuấy đều cho tan gia vị, sau đó thì điều chỉnh theo khẩu vị của gia đình mình. Khẩu vị của mình là phải thêm 2 muỗng ăn cơm đường phèn vào nữa mới được. Khuấy đều lại cho tan hết đường thì tắt bếp được rồi. Các bạn chuẩn bị nồi inox cho nước lẩu ra nồi. Bún cho ra dĩa, thêm vài cọng ngò, vài lát ớt không cay lên trên cho đỏ đỏ đẹp. Ớt cắt nhỏ cho vào chén chấm. Thêm nước mắm mặn vào nữa để chút chấm ăn kèm. Gần tới giờ đãi tiệc thì các bạn lấy tôm mực ra cho lên dĩa. Nhà ai mà có nồi lẩu than thì các bạn cho vào, chứ chỗ mình dịch vụ thuê chén dĩa họ không có nồi lẩu than này, nên mặc dù là tên lẩu cù lao mà phải cho vào dĩa đỡ nè. Tiếp theo là bông cải, bắp non, đến nấm bào ngư. Nhiều chỗ cho thêm bắp cải nhưng mình thích rau xà lách son hơn nên thay vào. Cải thảo, chả cá trứng xếp bên thành dĩa. Hành tây bào mỏng thêm vào cho thơm. Đính thêm vài cái hoa cà rốt xung quanh cho bắt mắt. Mực khô, tôm khô lúc hầm nước dùng xong thì vớt ra riêng rồi cho lên trên. Thêm vài cây hành lá chẻ. Cuối cùng là cho một muỗng ăn cơm dầu tỏi phi vào nữa là xong. Các bạn cũng có thể cho vào trong nước lẩu tùy ý. Đây là hình ảnh lần trước mình có nấu món lẩu này trong nồi lẩu than. Nếu nhà các bạn có nồi lẩu than này thì có thể tham khảo và làm theo nhé. Vậy là món đặc sản miền Tây lẩu cù lao đã hoàn thành. Ấn tượng đầu tiên về nồi lẩu cù lao là màu sắc bắt mắt. Từng nguyên liệu được cắt tỉa cẩn thận, góp phần làm tăng thêm độ hấp dẫn cho món ăn. Nước dùng ngọt thanh từ tôm mực và thanh mát của nhiều loại rau củ khiến thực khách không muốn dừng đũa. Món lẩu cù lao không chỉ là bữa ăn ngon miệng mà còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Việc sử dụng nhiều loại rau củ và hải sản tươi ngon không chỉ giúp cung cấp các dưỡng chất cần thiết cho cơ thể mà còn tạo ra một bữa ăn giàu chất xơ và dễ tiêu hóa. Khi ăn thì đợi nước lẩu sôi lên, nắp nồi nhúc nhích thì mở ra rồi cho nguyên liệu vào. Đợi sôi lên lại là gấp miếng bún, chan thêm nước dùng và bỏ thật nhiều rau hải sản lên trên rồi chấm kèm với nước mắm ớt. Sau khi xem hết clip này thì bạn có thể thử nghiệm và tạo ra phiên bản riêng của món lẩu cù lao tại nhà cho gia đình với nguyên liệu tùy thích nhé. Chúc các bạn thực hiện thành công món lẩu này. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những clip sau nhé. Bye!